Dạ, nhóm phụ nữ miền Tây xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì ở chợ mấy chị em á, cô chú thì có nở được hai lứa vịt con, thì có vịt ta và vịt sim luôn. Mà số lượng vịt ta thì bây giờ là rất là nhiều luôn cô chú, là nở được 9 con với một con vịt lớn nữa là 10 con. Thì nhiều quá thì mấy chị em nuôi cũng không nổi, tại vì số lượng thức ăn thì cũng rất là lớn. Mấy con vịt này nó lớn lên thì nó ăn nhiều lắm cô chú, nên là cả nhóm thì quyết định là sẽ mang bán bớt cái phần vịt trắng đi, còn vịt sim thì sẽ chừa lại để mà mình nuôi tiếp. Đây này cô chú, cái phần mấy bạn vịt sim này, mấy bạn vịt trắng này thì cũng khá là lớn rồi, ăn thức ăn nhỏ rồi cũng được rồi, cũng rất là cứng cáp luôn rồi. Chứ mấy bạn vịt sim thì nở được 6 con luôn. Với lại mấy con vịt trắng mà nó ở chung với vịt sim á cô chú là nó bị cắn hoài à. Dạ đây nè, đây cái bạn vịt này đây, bạn vịt trắng là bị bữa giờ bị vịt mẹ cắn quá chừng cắn luôn, bữa nay thì chơi chóc mấy cái lông hết trơn luôn rồi. Đi qua đây con. Rồi, tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10 con. Bây giờ thì con sẽ mang số vịt con này ra ngoài sớm để xem là bà con có ai mua được thì mình sẽ mua về nuôi. Thì đây chắc tới qua gần qua Tết thì nó cũng lớn đó cô chú. Vịt trắng thì nó lớn cũng rất là nhanh luôn, nếu mà mình chăm sóc mình cho nó ăn nhiều thì nó cũng mau lớn á. Nãy giờ con lội từ trời ra đây cô chú thì con thấy ở chỗ con chính là rất là đông người luôn nè. Mấy cô mấy chú ơi, con có vịt trắng con nè. Mấy cô mấy chú ơi, có ai muốn nuôi thì mua ủng hộ con với. Ông Chính ơi, ông Chính. Bán gì vậy? Dạ cái này là vịt trắng ông Chính. Bữa nay nó nở mà nó cứng cáp rồi nè. Ông Chính coi giùm con ơi. Dạ. Con gì con để ông Chính 20 ngàn. Dạ 20 ngàn con bà Chính ơi. Có con này nó lớn mà con bán mão luôn. 15 ngàn đi. Dạ tại vì nuôi tới lúc mà nó cứng cáp như vậy nè bà Chính, là cũng khá là lâu luôn á. Bữa nay thì nó cứng cáp hết trơn rồi. Cho có lộn mà mày vô nữa đây. Dạ con này nó lớn hơn nè, mà bữa giờ nó bị con vịt sim á, vịt mẹ nó mổ quá chừng mổ luôn, chóc da luôn rồi nè. Vịt từ gặt không? Thôi 16 ngàn đi nha. Dạ gặt luôn. Nó là ấp từ cái trứng luôn không Chính? Dạ. Ấp nhà hả gì? Ấp nhà luôn. 4, 6, 8, 10 con. Ép vịt này vô cho tình mình. Vịt này bự mất tiền lại. Tại vì nó bự phải mất tiền lại. Nhưng mà con tưởng đâu là nó bự là cho nó ăn một thời gian nữa thì mình bán nó sẽ được giá hơn không Chính? Thôi tại vì nó có cái thẻ quay bán rẻ lại. À. Thôi chơi với để hết nha. Dạ. Dạ. Ừ. Trả tiền nè. Ở bên đó là vịt của bà Chính hả bà Chính? Ờ đó vịt đẻ. À vịt trắng. Dạ đó, mời con nha. Dạ cảm ơn bà Chính nhiều. Chúc bà Chính lứa vịt này sẽ thu hoạch bội thu luôn. Rồi rồi. Dạ. Bây giờ thì con mời cô chú anh chị và các bạn theo ông Chính đi ra phía sau để xem ông Chính nuôi vịt như thế nào ạ. Ông Chính ơi, đợi con. Con vô con coi cái chỗ ông Chính chăm sóc nó luôn á. Cái này là cái chỗ mình nuôi vịt trước nè. Dạ. Trước mình để trong chuồng vài bữa đi. Lớn lớn cái bằng cỡ vịt này nè. Nó dạ. Cỡ vịt này cái mình để xuống là nó đâu có hao đâu. Dạ cho nó quen chỗ luôn ha ông Chính. Nó quen chỗ luôn. Rồi về đây là ông Chính tính cho nó ăn gì? Thức ăn. Mới cho thức ăn trước đi. Dạ thức ăn nhỏ trước ha. Rồi nó lớn lớn chút thì sao ông Chính? Lớn lớn chút mình thả ra cho ăn cũng thức ăn nữa với lúa, gạo. Nó có ăn mấy cái rau của mình không Chính? Nó ít ít ăn lắm. Dạ. Vậy là cho ăn thức ăn với lại gạo. Thường hồi thấy hồi xưa mẹ con là có ốc nè, rồi cá nhỏ đồ nè, tép được đó. Là mình có mình cái giống của mình ăn sao đó, có cá nhỏ nhỏ gì đó thì nó ăn cái đó.
nghe bự bự chút á, mình cho ăn ba cái ốc với cá rồi đó, mau dạ, lớn với lắm. Cây chuối. Ừ. Cây chuối mình sắc ra hay là ồ nó ăn dữ dằn ăn luôn. Nuôi chục con rồi này giờ để đẻ được 7-8 con gì. Dạ. 7-8 con giờ đang đẻ kìa, 7-8 trứng luôn. À, bên kia là lứa vịt lấy trứng không chính? Ừ, vịt lấy trứng mình á. Mà thấy mất gượt luôn. Ờ, yêu nuôi ít mình oi nó dữ lắm. Dạ. Để cái lứa ốc này thành công nè ông chính, nhưng mà bán thì cũng tiếc, nhưng mà để nhiều quá, ở dưới là vừa có ngỗng nè, rồi vịt sim, rồi chích cồn nữa, quá nhiều luôn rồi, nuôi hết nổi luôn ông chính ơi. Rồi tạm biệt nghe, ở nhà ông chính ngoan nha, mau ăn cho lớn. Giờ tao là ngon lành. Dạ, con về ông chính ơi. Cho con mượn lại cái thúng với cái gỗ. Dạ, cảm ơn ông chính với bà chính nhiều. Em mới về mấy chị ơi. Dạ, em đi chợ em mua được mớ thịt nè. Hôm qua đi bán mấy con vịt con đó chị, vịt trắng nhà mình á. Nó nở, nó cứng cáp rồi cái đi bán. Nè, mua được mớ thịt. Còn cái ông lá lốt này nè là được ông chú ông cho. Điện thoại mình trồng luôn, tại vì nó còn rễ luôn á chị. Rồi chó ngàn đem về chắc cả nhà chắc đầy rau vườn hết. Đi chợ kiểu này là mệt nha. Rồi mua được có mớ thịt thôi à, tại hôm qua bán được có 200 ngàn à. Thôi nhiều ăn nhiều đi con ơi, hai dì lòng lấy tôm khô đi. Mấy mớ khô tôm khô này là khô éo chung đi. Mấy mớ tôm khô đi, có mấy tôm khô nào mà chị lựa ra nó chưa đạt chuẩn nè. Thấy chưa, chị chưa hài lòng đó. Để dạ. Mình khô ăn thử coi ngon không? Hôm qua là em với bác hai với chị Kiều với chị ba là phơi được một nắng rồi đó, này mình phơi nửa nắng nữa là được rồi. Nắng nữa đi. Với lại chị cũng kiểm tra mấy cái phần khô này lại nè, có đạt giống như là cái của chị đưa ra chưa, mà chị thấy chưa đạt nè, giờ phải làm lại chút nữa. Chưa được hả chị? Chắc là mình phải tỉa lại cho nó đẹp nè. Đúng rồi. Bỏ cái phần gạch luôn. Tỉa lại cái phần đầu này nè cho nó đẹp. Mình không có tiết kiệm mấy này nè. Mình lấy kiểm tra mấy cái vỏ đó, mình lấy rút ra hết. Phải sàng lọc lại nữa, tại này là phơi thôi. Còn tỉa lại cho đẹp nữa cô chú ơi, chấm mướt con tôm nữa. Chứ không phải gì là chị chưa có đồng ý, chị chưa có hài lòng. Dạ, nhưng mà mẻ này nó tôm nó to hơn là mẻ trước hả chị? Tôm bữa này, bữa chị với chị ba đi cho chợ đầu mối nó ngon hơn. Dạ. Mà đạt chất lượng hơn con ơi. Nhưng mà cũng có một số gì nè, mình hơi khó khăn. Không phải là con nào nó cũng giống như con nào. Mẹ nó cũng chen vô, nó như là con đá. Chín con mùi á, nó chen vô. Đá vô. Mà chứ không phải là con nào nó cũng như vậy nó út. Đúng rồi, này là đây em nghĩ là 3-4 sai luôn á. Này, chị nhìn 7, cái con 8, 9, 10 luôn con đó. To nhất là chắc cái mấy con đó đó. Bè, rồi, to nè. Nhỏ nè. Thêm vậy mình căng lại á cô chú. Nó lại về nó nhót, nhót nước. Nó bị nhót nước nữa. Hôm bữa nhót nửa ký. Nửa ký. Nè, út thấy không? Vì là chưa có đặc chuẩn cô chú, không hồi con phải tỉa cái này ra nè. Mình lấy kéo mình cắt đó chị. Kéo cắt này nó sẽ đẹp hơn. Nó đẹp hơn. Thời thì con phơi ra cho nó cháo đã. Rồi vậy em đi. Rồi vậy em đi vô nhà nha chị. Rửa miếng mất thịt đi. Có chị Kiều, chị ba chấm. Dạ. Đang làm xe chống chuẩn bị á. Rồi vậy chị ba với chị Tư tiễn mấy cái con nhỏ nhỏ đi mình ăn thử rồi sao. Rồi chị với ba gọi, chị ba gọi là gì? Kiểm nghiệm. Kiểm tra chất lượng chị ơi. Chị, sao? Em có mua mớ thịt nè. Hả? Em mua được mớ thịt nè chị. Xíu mấy chị em mình suy nghĩ coi mình nấu món gì ăn ha. Còn cái mớ lá lốt này thì chúc mấy chị em mình ra trồng luôn. Đợi mát mát đó. Quá trời tốt luôn nè, có cái rễ luôn. Có ăn mốt bánh xèo. Bánh xèo nè, rồi cuốn thịt bò nè. Nay ăn mít nha. Ủa chích cổ ra ngoài kìa chị. Chích cổ này nó hiền lắm. À. Không em sợ nó bay đi á. Nó không bay rồi. Đứng đây đi cho ngỏng đi. À. Chị ơi. Nó lạ em hay gì miếng nè. Để chị kêu nó lại. Nè em cắt, em nào đem cắt đi chị kêu nó lại. Cắt này có không? Nó lại nè, không gặp chị nó lại nè. Bữa em mới cho nó ăn chuối con lần mà nó chưa quen em gì á. Quen em đó. Mà cách đây cũng cả tuần rồi. Bởi vậy từ nó mới quen cưng ơi. Nhưng mà nó ăn chuối ngon lành luôn á chị. Mít lắm nhà ơi, nó ăn vịt nó cũng ăn mít được luôn á. Nó ăn rồi đó. Chị hôm qua em bán ngon. Em mít ở bên khu công nghiệp ế lắm luôn á chị ơi. Cái này nữa là bánh xấy á nhà ơi. Cái
em đi về bên shop bên mình nè, mấy cô ủng hộ em á, mới hết đó, có 12 bịch, em bán được 2 bịch rồi. Ôi, ủng hộ em khóc luôn á. Trời ơi, thương út quá trời luôn. Nhà con á là dịch nó ra đây xíu là nó cũng ra theo mình đó nha. Dạ. Nè, dịch ở đây, mấy chị em con nuôi toàn ăn trái cây luôn rồi cô chú. Bữa bán mấy vịt con cho ông Chính á chị, thấy cũng thấy thương lắm mà mình nuôi hết nổi rồi. Ông Chính á, ông thích mấy cái con vịt con đó. Ông dạ, nói hoài mà chị ha thương rồi chị không có để lại á, rồi ông năng nỉ quá rồi thôi. Nhà ông Chính là có vịt đẻ nữa nghe chị. Có vịt đẻ nhưng mà ông vẫn thích nhà vịt nhà mình, ông cứ nghĩ hoài hà. Chưa đẻ nữa mà chưa ấp xong nữa là ông Chính ông hỏi rồi. Chị thấy mấy vịt sinh con chưa? Chị thấy rồi cưng. Nở bên kia kìa. Nhà mà chị Tư mà làm được chứ là chị Tư nuôi cho động vật nhiều lắm. Chị qua chị kêu ngỗng qua nè. Dạ. Chị qua chị kêu ngỗng qua. Tại em chú em chị ơi, để cho mấy bé vịt ăn đi. Thấy không chị? Hơi tới. Hay ta. Chưa. Chiều cao quá lợi thế quá. À. Hấp lên cái. Bà trái đó. Đây. Nó non. Ba trái này nữa nè. Ừ, rồi đó nó đủ rồi. Cắt ba trái này. Hết rồi. Không ngoài kia còn. Phía ngoài á, hình như phía ngoài bên phía kè còn đó nữa kìa. Để ở ngoài trước á. Chú hai đó là còn ngoài trước á, mình hái luôn đi chị. Trái nè. Đó, ngoài đó con trái đó. Ẩm em qua đi. Bay. Đi em ra đây. Không được đâu cưng. Không, tới không? Dạ để em coi. Tới chị. Không tới đi chị. Tới chị ơi. Còn đâu nó không chị? Hết rồi. Hết rồi hả? Ồ, trái này vừa ăn nghe. Trái là vừa luôn đó. Rồi vô mấy chị em mình gọt luôn. Nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin chào cô chú, anh chị và các bạn vào buổi trưa nha. Dạ xin chào. Hôm nay thì có được mớ thịt nè cô chú ơi, với lại mướp nữa. Thì hôm nay chị Ba sẽ làm hai món. Món đầu tiên sẽ là thịt nấu với mướp, nấu canh. Dạ nấu canh mướp. Còn mình phân nửa nữa thì mình xà mặn, mình rim với tôm á, tôm khô của mình á. Rim với tôm khô. Ngon quá à. Hấp dẫn chưa? Dạ. Chưa, tại vì hồi đó tới giờ là cái con tôm bự như vậy thì hình như là em chưa có mua ăn bao giờ luôn á chị Ba. Nên là hôm nay nhất định là phải ở lại và thử nha cô chú anh chị và các bạn ơi. Chị Ba sẽ khỏi mua. Dạ, chị Ba sẽ chia ra làm hai phần, để một phần mình nấu canh. Còn một phần thì sẽ kho rim với lại tôm khô. Này, kho mà mình là kho éo éo á, kho mình cho nó nổ nổ á. Dạ. Để tôm khô. Dạ chị Ba ướp gì em lấy cho. Chị để hạt nêm đường ngọt. Bên nào trước? Bên nào cũng vậy hết. Bên nào cũng vậy hết luôn hả? Rồi. Mình bỏ cái nửa muỗng. Thêm muối nhiêu cũng được. Sao bột ngọt nếu to dữ chị? Đọt sơ ghi nó vậy đó chị. Chị thích ăn to dễ nêm. Vậy hả chị? Nhuyễn cái nó nhiều. Em thì lại thích nhuyễn hơn. Chị mua cái thố nhuyễn, nó nhuyễn nhừ. Nhà em ăn cái thố mà. Nhà em là hình như là cái keo nhỏ xíu gì nè mà 2 năm rồi chưa giật luôn. Nhuyễn nó vẫn còn ở chỗ không tay. Nhuyễn nó lỡ tay nó nhiều. Dạ đêm đường với hạt nêm nhiều. Dặn lại thôi, dặn chút vô. Rồi, vừa thôi. Nước màu ở nhà thắng. Chị Ba thắng. Thắng bằng đường thốt nốt. Không, đường cát. Đường cát hả chị? Nhưng mà lên màu đẹp lắm. Ở nhà có đường cát thắng đường cát. Không mùa đâu thốt nốt. Ủa gì tính ra cái màu nó cũng y chang mẹ em thắng bằng đường thốt nốt luôn á. Ừ. Nó cũng y chang tì, luôn á. Tùy theo chị cho cái màu. Chị thắng thôi mình có để gì thêm không? Chị có để chanh gì không? Không. Em chỉ để nước thôi, không để muối luôn. Mẹ thì để muối với nước mắm. Thích thì mà nó không có lại đường. Thắng nước dừa. Không lại đường đúng rồi. Chứ nhiều người thắng là bị lại đường. Đúng rồi. Tại vì đường chảy chứ thì nó không lại đường nha, đường hút nốt quá. À, còn đường cát là lại đường đó. Yeah. Mà em thắng là không lại đường. Lửa sao chị? Lửa ghiêu ghiêu hay sao? Cách đầu á mình để đường vô, rồi để nước lạnh vô.
khuấy cho nó sắc lại, nó khô hết, cái nó bong cái hột đường nó đầu từ từ nó tan chảy ra cái màu nó vàng. Nó chảy nước vô hay gì? Coi được rồi mới chảy nước vô. Để tỏi. Trời ơi, Thắng cái này nó khó lắm. Thắng là nó bên nào cũng tỏi. Chị Thắng bị đặc quả gì. Bên này vậy ha. Nhà em thì ăn bằng đường hút nốt á. Mẹ nấu canh mình xài hành lá nha chị. Miếng nấu canh. Miếng bên hành không đó. Được á. Cái màu em chịu hơi vàng vậy, đen quá. Rồi đen quá nó đã bị đắng á chị. Xíu còn sắc xung nữa chị ha. Thăng một ký ăn biết bao lâu. Vì rất ngợi chị ơi. Còn ở ngoài chợ nó đen quá. Cái đen hùi mà nó hôi nó ha. Hôi. Cái chai nhỏ xíu mà dặn đó phải không? Đúng rồi, chai màu xanh xanh đó. Ủa, cái nó thấm phẳng gì ta mà sao đen dữ dằn đen luôn á. Một không giọt thôi là nó đã là, xíu là chế khóm với chị mấy người mà bán ở tiệm á, quá đen luôn. Cái này xào mặn là ăn là hết ý luôn á. Vừa có xương xương mà vừa có nạc mà cũng có mỡ gì nè. To cái nó béo. Hồi ra ngoài để lấy thêm lựa thêm vài con tôm mà bị lỗi á, con khô bị lỗi á thì thịt để kho chung luôn. Chị nếp với chậu này là làm gì chị? Đó chút xíu thì mình lại mình nấu chè. Hôm nay chị tôi từng thèm chè và chè cho nước mà hình măng cục á. Vậy hả? Nên kêu chị làm về ăn. Chị ba nấu rồi. Nấu rồi, chị nấu đậu xanh rồi. Rồi chút xíu mình nấu lá dứa với lá cẩm với hái củ dền này nấu luôn hả? Không chị, củ dền đó em sợ không có lá cẩm á. Em mới mua củ dền em hờ á. Là lá cẩm này mình rửa mình nấu mà phải. Dạ đúng rồi. Kìa có bụi lá dưới kìa. Chút xíu rồi. Sao lá cẩm này nó nhỏ xíu vậy? Tại cái này nó già rồi. Dạ, mình đặt lá ha, mình lấy cọng không? Mình lật bông bỏ thôi. Mình rửa cọng lên luôn đi. Với lá. Bông đẹp nha. Cái này nó già rồi nè. Sớm anh Nhật đánh lại bà Năm bánh xinh đó. Lật nấu, bông bỏ. Nấu luôn cái cây đi, nấu luôn nguyên cây luôn á. Hết cái bông đi. Đây hết cái bông. Lật bông bỏ vô nồi nấu. Ui chiều nay có chè ăn nữa. Chè này là hôm nay là hình làm măng cục nha. Nấu trước cho chín đi rồi 21 sao. Thơm quá. Ngày Út sáng mua xì non. Ngày qua cái đó ngày qua bán được mấy con vịt được mấy trăm ngàn. Cái này để hình nè. Bao nhiêu? 200 ngàn. Wow. 200 ngàn một con á. 20 ngàn con hả? Có giá không ta? Chứ nhiều. Thôi Út ơi, chút xíu đi ra ngoài lụm vài trứng ra để dành. Nếu mình bán bây giờ là nhà mình có công nghệ ấp mới chị ơi. Ôi. Nên là ấp hình như là cũng được điều trứng lắm á. Nở vậy hả? 30 trứng thì nở được 20. Còn 10 trứng bị lỗi phải không? Không chống hả chị? Không chống chị. Mai mốt mình học dịch trứng mình ăn không hết á, mình để dành mình ấp. Em đem cái gỗ ra cho chị nè chị. Được bụi lá dứa đây tốt ghê luôn. Ngày bén rồi nè. Cắt cái gốc. Hình như là mấy cái rau chay này nó mọc nhiều quá nè. Mấy cái 10 giờ của mình nó bị liếp luôn. Liếp nè. Nữa là phải bứt mấy cái đó đó. Thơm ghê luôn chị. Ở đây có bụi lá dứa hay không? Ha này gần nước nha là nó nhảy dữ lắm luôn á. Thì thấy nó nhảy tốt gần đó rồi đó. Ôi trời hú hồn hú dữ. Cái con chết xanh. Nghe xanh hơi tưởng đâu chị coi cái gì vỏ chuối chứ. Không đây nè. Hết hồn chứ. Trời đất ơi sao mình núp trên đây vậy bà. Vậy là nay mình làm chè hai màu phải không chị? Lá dứa với lá cẩm. Ba màu luôn. Màu trắng. Vậy là thấy cái ruột của măng cục. Măng cục. Phải có cái ruột mới được chứ cưng. Chẻ ra. Cái trái không người ta nói ta tưởng là trái gì. Mình phải chẻ nó ra cho người ta biết là cái muối măng cục. Chị ngồi bữa nay chị ăn đoạn chè nữa. Lâu lâu ra bài toán khó không à. Mà nào về không có nấu nướng gì hết trơn á. Thèm cái là kêu mua về làm đó. Để hỏi em gặp chị ăn em hỏi rồi sao mà chị tự nhiên chị thèm chè vậy. Mà hình như là cũng tổ độ. Làm món nào cũng thấy cũng im hết trơn á. Chị biết sao im không? Là hậu cần vững mạnh đó chị. Nghĩ chắc nhiêu được á.
Vô được rồi. Tại vì cái bông, cái cuốn màu xanh xanh đó. Em thấy có cây ổi đây nè, để mua bọc xốp trước đi. Ừ. Chưa có bông. Ai sao mai mốt á mình trồng gì, mình trồng trái cây á, mình trồng gần gần đi như cây cóc này này kia ha. Đúng rồi. À quá cái số à, đi ấy mà muốn ăn cái lỗ thuốc làm sao. Cái miếng bên này tủa lá rồi dữ vậy chị. Thì để cho nó lên cái mình đánh lá dưới gốc rồi. Nó màu khác lắm luôn á. Cho nó chống chừng ha. Trồng miếng hợp lý. Cây đu đủ đực mà nó chín hết trơn ngoài ăn chừng kìa. Mà không biết ngon không biết. Hình như lạc á chị ơi, mà sao nó dài dữ không biết nữa. Ôi, thử rồi mấy gian nha. Dạ thì tôm mình sớm giờ mấy chị em con phơi cũng như này cũng gáo rồi nè cô chú ơi. Giờ nó cũng dẻo dẻo rồi nè. Nếu như ăn liền thì mình để dẻo gì, còn muốn khô nữa thì phơi thêm vài nắng nữa. Giờ con sẽ lựa ra mấy con tôm xấu xấu gì nè. Đem vô con kho ghi kho chung với thịt luôn nha. Để cho mấy chị ăn thử coi cái vị nó có vừa ăn hay không á. Nha thì con sẽ lựa ra một mớ như thế này để vô kho. Tôm này thì con cũng luộc chín rồi nè, rồi phơi trên vàng cũng sạch đó, mình không có cần rửa lại đâu. Để cho vô kho chung với thịt luôn. Mình kho sắt xuống nữa là có thể ăn được rồi. Em bỏ hết luôn nha chị. Có hành gì không chị? Chút gì đó. Nhà mình còn một cọng hành duy nhất. Nếu mấy bụi hành của mình nó chuỗi lắm chị. Mới vừa hái nấu nó ngọt lắm luôn á. Cái này thì mấy chị em đều trồng rau củ quả trồng nhà. Chồng mình cũng ăn rồi bác ăn không hết thì mình đem bán cho bà con, bán rẻ lại cho mọi người được ăn. Này nó cũng ra nước hả chị? Để vô hấp dẫn. Bữa cơm nhà hôm nay của nhà con thì sẽ có hai món. Đầu tiên sẽ là món canh thịt nấu với mướp. Tiếp theo nữa thì sẽ có món tôm khô kho với thịt xà mặn. Dạ, rất là ngon luôn. Dạ, con mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm với gia đình con. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Tại vì món này hấp dẫn quá các em, không biết là đọc tên sao nữa. Đầu tiên mình sẽ ăn một con tôm trước. Mời cả nhà ăn cơm nha. Em cũng muốn ăn tôm nữa. Khi mà chú Tâm nó nói gì thì dễ quên. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi nhà mình là đem gấp cho em cái con tôm nhỏ, em sẽ gấp cho chị An con tôm bự hơn em một chút. Cảm ơn. Đây. Chị kêu món nhà làm. Nhà làm mình ăn thử đi. Ủa anh Nhật đâu rồi ta? Anh Nhật đâu rồi? Đây. Nhà mình làm mình ăn thử trước đi. Út muốn mời người con. Dạ. Thơm không? Thơm được. Nó dẻo ha. Thơm mới dẻo hơn. Nó không bị cứng à. Không, cái này dừa nè. Dừa ăn. Giấc này mình mềm. Nó dừa mà. Hay là muốn phơi khô nữa. Khô nữa cứng lắm á. Vì dừa. Thảo vô lấy vô được chị. Dẻo khô gáo mỉnh cho. Cái này ăn tiện lợi. Cái này kho hoặc là mình không có canh. Làm gì được. Mình cũng canh. Ăn với cơm cũng được mày... chị. Dạ. Chị không dễ mày. Ăn làm gì nè. Mình ăn với dưa hấu nè. Chú chín nè, rồi ăn cơm ngon, canh mì rồi đó. Mì nấu bỏ tôm khô vô cho. Ừ. Rồi mì. Còn gì bằng. Mì để tôm khô. Mớp mới bẻ ngọt ngay luôn. Ý mới phát hiện nha. Nhà mình có một cọng hành thôi mà vừa để kho vừa để canh được luôn. Nửa cọng mà. Chị Kiều hay quá vậy à.
Nữa gia đình mình đi ra ngoài chỗ mà mấy cái ổi nhớ cẩn thận nha, có cái bảng cảnh báo rồi đó. Cái ổi đâu chị? Cái ổi này kia kìa, nãy em nói đó chuyện với Diễm đó. Trời ơi, anh tuốt ở trong này mà anh chạy phá phối cái đá em á. Hai chú giữ nhà. Con giết cò. Giết cò. Con giữ nhà kinh luôn. Ôi vậy nó bỏ cửa nhà ai dám vô nhà là không ai dám đâu chị, nó bay nè nó đá bật bật vào bật đá chảy máu luôn á. Dạ. Mổ chảy máu giọt không dữ lắm thì nó hơn mấy anh kia luôn á. Như bắt hai trai với lại ông chú chích anh chú chích nắng không bị rồi đó, bị rồi không có đi chợ được á. Nó mì gói, nó mì gói không nhận, nó không minh ra, nó sáng rồi đi làm về tối chị ăn với mì gói cũng được. Giờ đi mặn sở nghe chị, chị có chạy không chị? Chị chạy chứ, không chạy đá là sao vậy hả? Trời ơi, la làng lơi ơi ớt chứ không ai nghe hết trơn. Không ai nghe đâu. Thế xong ấy, mà em la nó thì nó hết hộp, cái nó quách cái đầu vậy nè. Nó quách cái đầu vậy nè, nhìn. Nhìn coi có quen không á. Chị, ăn thịt nè. Để đi em. Nè, ở sau á nè, đây em cho quá vậy. Gặp tới. Đây. Đi, dùng mắc cỡ. Cỡ cỡ ra xoài. Tôm đi, tôm ngon quá. Thêm con tôm chị, bỏ bỏ đi. Em không ăn tôm này nhiều. Chị ba thì chị không ăn tôm khép. Ngon không khép lắm mà ngon. Vừa ăn chị ngon khép. Nó không có cứng, mềm dẻo. Này có bắp chín nữa ha, cho ăn bốn chén. Có mướp ngọt. Ông đòi đi xuống dưới gì ăn cơm nè ta. Chỗ Mỹ ý. Chóc chân. Ý Mỹ. Ý Mỹ. Bán cơm xe tải. Hẹn ổng qua Tết đi. Không, chỗ nó bán ăn ngon mà lại nóng nóng. Có dịp đi dưới mới đi ghé ăn được. Dạ, đúng rồi. Có dịp mình nhưng mà mình đi, tối á. Đi chắc chiều á vậy. Đi chắc chiều. Đúng rồi. Tối cũng mất hơi nhà trọ. Không, chị đi xuống dưới mình canh tới cúng luôn. Đi chắc chiều là tối mình cúng rồi mình phải ngủ, sáng mình đi chơi nữa. Không, chơi chắc chiều là nếu mà xuống dưới trễ là mình bữa sau mình mới được ăn bún nước lèo. Đúng. Không, nè, đi chắc chiều phải không? Là 12 giờ đêm tới với mình cúng đó. Mới thuê nhà trọ mình ngủ. Sáng mình đi chơi vòng vòng là mình về sớm bẩn nè. Bữa em đi xuống em mới thấy có nhà trọ đó chứ không mấy bữa đó cũng đâu nghĩ có nhà nghỉ đâu. Trời, tại vì nó xa xôi quá. Đó là nhà trọ là đông lắm hả chị? Không, nhưng mà em nghĩ phải duyên. Phải là đặt trước. Có mình, cô mình chú định ngày nào mình đi mình đặt trước không mấy mình bỏ cọc đi đó. Dạ. Có cô chú hỏi là sao mình không ghé bên mẹ Đông Hải. Dạ. Nhưng mà tại vì tuyến đường của mình đi nó xa quá. Biết mình về tối quá. Đây không có qua bên đó kịp. Nhưng mà mẹ Đông Hải là nghe nói qua đò trong đồng hết á. Chạy đò chị. Chạy đò. Chạy xô, chạy ghe gì á. Mới vô được. Nhỏ lắm nghe nói đường nhỏ. Không biết luôn, không biết chứ. Để lần sau mình đi mình tìm hiểu nữa. Dạ. Hôm trước là lần đầu tiên chị đi mẹ Đông Hải luôn á. Đó là tháng 6, tháng 9, tháng Giêng. Là đông hả chị? À là cái dịp. Dịp vui đó. Ngay lễ của bả hay gì đó. Lễ của bả. Giờ này đói xuống rồi đó. Tới à. Đói rồi. Đói rồi đó. Hành quân. Tới cử rồi cô chú ơi. Kìa kìa, coi kìa. Có mắt sợ đó. Kìa kìa. Mà đi xếp hàng nha. Xếp hàng đẹp lắm luôn. Đó. Ồ, đi xếp hàng kìa. Ừ, vậy đó. Ta đi ngay hàng thẳng lối lắm chứ không phải mà đi sạn lên, xả ở trên. Còn cơm nữa chị bác? 2, 4, 6. 10 con nghiến ha. Cái mỡ mỡ cũng ngon chị. Béo béo. Hình như là hết tôm khô đó nha. Dạ còn chè nhóc kìa. Mình ăn xong cái bữa cơm này xong cái mình vô mình vào chè là tới chiều. Hết ngày. Ủa mà sao chị thích thèm chè chị? Tại vì thèm măng cục. Tại mùa này á hồi lại nó chưa có măng cục á chị. Chứ mình nắng tròn dạ. Lắm trái măng cục luôn. Dạ đúng rồi, mình lấy hình tượng của viên chè thì coi như mình cảm nhận mình ăn măng cục á. Bây giờ á mình không có khuôn. Bây giờ mình làm tròn đi cái mình lấy cái dao nhỏ mình chẻ đó. Rồi còn cái muối là màu trắng. Cái muối là màu trắng có bột. Ừ, nó có giấm à. Để mua giấm. Thơm lắm luôn á. Mới ăn. Cá nhỏ xíu à. Mình làm gì ăn gì ngon cái mình hâm lại cái nó teo. Dạ chị, giờ nó hết miếng lòi lên đầu rồi đó. Tại em kiếm không mở. Ở đây có không ăn mỡ có, không ăn thịt cũng có. Vậy thôi, thịt cô gọi cho ăn. Vì ra mỡ nhiều nó béo, nó béo nóng không tôm. Chị ăn được thì chị xào thịt cũng được. Không, miếng ba gọi miếng thịt đùi. Thở tiêu nó cay không ạ? Thơm biết rồi chị. Thờ tiêu đó thì nó thơm. Mà nó ấm ấm nha.
mất ngon hết mất. Bên kia còn to kìa. Bên kia tỷ số có 2 rồi, bên đây mình 4 nè. Mấy chị em vừa mới ăn cơm xong, cô chú anh chị và các bạn ơi, thì chị Ba là đem bột ra cân. Cân xong rồi thì thấy hơi cấn cấn nên là phải chạy vô nhờ bác Hai ra tiếp. Không có bác Hai hỗ trợ là chắc chạy vô chạy ra hoài dạ. Tới chiều nữa quá. Xíu nè. Xíu còn nước. Cái màu lá này là im nè, màu này là im nè. Im nước chứ. Nãy bác Hai ngoài có ách xì không bác Hai? Có uống hết ly cà phê mà ấp xì đó. Vì là mấy đứa cháu nó kêu ngoài đây phải không? Kêu quá kêu rồi. Nhắc quá trời nhắc rồi, nói bác Hai phải ra mới được, không ra chắc cái nồi chè của chị An không xong được đâu. Không xong thiệt. Ôi lên màu đẹp quá à. Ba chị hai kinh đó. Măng cục bữa nay là có nhân luôn nha chị. Có nhân luôn. Có nhân này nó mới ngon, nó mới béo nè. Để em trộn cho đường với được lại muối tan hết mới được. Nhồi đi, đừng có chén nước nữa. Từ từ, từ em thôi thôi nha. Từ từ, từ từ. Dạ, rồi ba đường là phải thử miếng đi chị, thử miếng đi. Nó đều chưa, để em hồi hồi trái bằng hồng nóng, hồi trái bằng cục ngọt nữa. Yếu gì ha? Này lại đây, như trời. Ngọt 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 ngọt. Vậy hả? Chị kêu thử xíu. Miếng ngon. Hơi mặn hơi mặn. Mặn mặn. Nóng mặn này chế nước cốt vô vừa. Ừ, này đưa nước cốt. Thêm 2-3 muỗng nước cốt vô. Không chị chế nước cốt lên đó. Mày nó lạ là con thành mặn. Thành mặn thì coi coi ra được chưa. Con thấy nó hơi mặn mặn. Giờ tới công đoạn này là mấy chị em làm bỏ vào tay chân luôn. Không thể nào. Vậy là bác Hai nãy giờ là làm cái măng cục mà cắt muối phải không? Mẹ làm cắt muối khéo, mẹ làm mình làm lá. Cái này mình làm nguyên trái. Nguyên trái nó dễ. Không nhìn cái màu tím này nó đẹp ghê luôn chị. Màu đó cảm hết sấy rồi. Đây chắc mình lột lên coi nó ra chả. Cái này mình ớt nữa nè. Ôi da. Ôi hình như hết hết ghê. Cái lá cho nó vô chị ơi. Thở lá ơi. Ấy cái này là cho mướp nè. Mà lá nào không phải của chị? Không phải cũng phải tém nữa. Anh lá kìa mà của chị hả? Của chị mà dạ. Sao nó hơi méo không? Nó chưa có sát vô cái... Nó bị sừng hả? Sừng với lại nó chưa có sát chị sợ nó bung. Mình làm cho nó ôm với cái trái á. Nè giống vậy nè. Là nó sụ xuống đúng không? Dạ đúng rồi, nó hơi ôm vô cái bột màu hồng tím đó. Nó chóc quá. Chóc. Nước sao chị mình để vô thử chị ơi, em nôn đúng không? Cho chị cục như ngốc. Hình như là hết ra rồi. Còn sôi đó chị. Còn không chị? Thô mà hết ra rồi. Hết ra. Rồi hết. Nè, ngày làm cái này có phải muối không? Này dò ra đó nha. Cắt khúc dứa lấy khúc muối cho. Ta có nửa trái à mà là... Nè, này là... Giờ được luôn rồi đó. Nó bám dính vô cái trái. Cái gì nè, mấy giống nè, nó lùng lùng vậy nè. Nhớ măng cục quá. Lùng lùng. Cái lá bác Hai dặn rồi cho nó bám vô đây nè. Dạ đúng rồi. Nó bám vô cái trái. Dạ nó không, nó bị tấp lớp. Con nôn quá, con phải để vô thử rồi sao. Nào nó nổi lên thấy chứ. Nào nó chín là nó nổi. Con thấy cái màu đẹp lắm nha bác Hai. Ôi lên màu thêm nha. Ổn nha, ổn nha. Ổn nha. Thôi lên màu nhìn đẹp quá à. Sao áo ngoài nhìn nó hơi tái tái nha. Đây trái măng cục đã được tấp lên màu. Trái măng cục. Trái đó là giống như cái gì cũng không ngon. Có cái này có cái cành nữa. Sao bác Hai không cắt cành bác Hai? Số lượng nhiều quá bị sót. Xong rồi. Làm quá chừng lâu rồi. Năm ơi ăn chè Năm ơi. Ngon không? Mấy tiếng rồi. Coi đẹp không? Đẹp quá. Tròn không? Một cục ngang. Tròn hai méo mình cũng ăn rồi. Ở cái cốc dừa nó nè. Tím kìa. Tím. Một tím đi. Ôi nhỉ Úc ơi. Cho xanh xanh đỏ đi mấy nhỏ nó ham ngọt. Giống trái gì? Giống trái gì? Đố anh biết. Gì? Nhóc trái cho ông nội rồi. Nhóc trái đâu? Mà cái trái đó là chú Năm kêu bằng trái gì? Nhóc lỗi cho biết nó luôn kìa. Không ra luôn kìa. Cục.
Nhìn không ra luôn. À, măng cục. Vậy hôm nay thì mấy chị em dò nấu nãy giờ cũng chín rồi. Thôi ông Nam không có mệt đâu mà. Chị em với lại hai chị em thì đi họp ở trên bệnh viện. Ông Nam, hai thì vô mập đó mà mặt nó mà ăn nữa. Xíu thì sẽ múc về cho chị em với bác Hai sao. Bây giờ thì ở đây chú Năm mới xuống nữa, rồi mời anh Nhật với lại mời cả nhà, mời cô chú anh chị và các bạn ăn chè cùng mấy chị em nha. Chè măng cụt. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cụt. Có mùi măng cụt không? Ngon quá. Có mùi măng cụt không? Có. Này mình cho nước cốt. Để nước cốt vô mới ngon. Ừ. Ngon ghê rồi. Để nước cốt vô ngon. Vậy là tôi ăn này chắc ba người đó. Mỗi người ăn mấy viên. Em chắc anh trước tô này đó. Chắc không trước đó. Mỗi người ăn mấy viên. Vậy làm lâu mà sao ăn mau quá chị. Mau quá. Thôi mình chan thêm miếng nước cốt vô đi. Nó béo. Mà em thấy mịt mềm lắm nha. Cái bột mềm. Chị, nước cốt. Để nước cốt vô nó không có ngọt. Ừ. Vừa ăn. Thơm quá à. Mềm lắm. Cái đế măng cụt rồi. Ai nấu à? Dạ, giờ... mấy chị em con với bác Hai. Mời múc nấu nữa nha. Giờ thì múc cái viên luôn nè. Anh Nhật quyên viên luôn. Múc nấu nhiều nhiều thứ này ngon nè. Nhưng mặn mặn mới béo ngon. Phải Năm mà xuống sớm xíu nữa là nhờ Năm vô dò tiếp rồi quá chừng lâu rồi. Cho măng cục cơm lâu quá. Năm nhận viên trẻ khéo quá nè. Nó còn ổn. Giống cho măng cục quá chị. Nhưng này cũng vừa ăn mà da này cũng vừa ăn nè. Cái nào cũng ngon cho ông nội ơi. Ngon. Cái này mình mới thấy là xanh nó hơi mặn. Nó mặn mặn. Mặn mặn. Đúng rồi. Ngon ngọt mặn mặn ra mới ngon. Nhưng mà biết chị biết sao không? Chưa thấm đường nhiều nè. Tại vì mình mới nấu mình bưng mình ăn liền. Cái này mình để khoảng vài tiếng nữa thấm đường vô cái. Cho nó sôi lâu lâu cái này vừa nó ngọt thế. Dịu nó thấm vô mới ngon. Cái này mà mình ăn nữa. Tại vì nguyên nồi lần năm ơi. Này có đậu phộng không? Béo. Viên vừa ăn nha. Ông bự quá. Chứ anh Trà Bi nó còn hơi nóng chứ phải ngồi cái gì, cái gì, cái gì. Quốc lát chừng... Không, tập ngồi anh ơi. Chưa còn hơi nóng chết. Ngồi. Người ta mình nóng chứ không phải chè nóng. Mình nóng hơn nhỉ. Cái này chú Năm chắc ăn có 20 viên. Ừ, biết rồi. 10 viên. Cái viên. Không có đâu. Có 19 nè. 19 viên rưỡi à. Thêm nửa viên nữa là chẳng 20. Nó có béo quá. Nạp như rồi. Cái đó là trái măng cục có muối đó. Măng cục xẻ kìa. Chị Kiều ăn trái đó đi chị Kiều. Rồi sao mà mất tiêu mấy cái trái mà sẽ muối vậy ta? À, như... Có em có để vô vài trái á. Có con trái à. Còn trái dưới. À. Đó, đó, đó. Đây em tăng cái trái này. Dạ vậy là nồi chè này là sáng mai xác định là cả nhà sẽ ăn thêm một lần nữa cô chú ơi, để xem là cái vị nó khi mà nó thấm đường rồi sẽ như thế nào. Còn giờ này thì ăn cũng khá là ngon rồi. Con thấy video cũng rất là dài, con xin phép bấm giờ này 30 video tại đây. Xin chúc cô chú anh chị và các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc nha. Bây giờ thì cho cả nhóm chào và hẹn gặp lại ạ.